Bản tin Vancouver, học sinh BC sẽ trở lại lớp học vào tháng 9. Chính phủ vừa ra thông cáo cho biết hầu hết trường học sẽ mở cửa trở lại và học sinh ở BC sẽ đến lớp học toàn thời gian vào tháng 9. Nghe tin này, giới phụ huynh vừa nhẹ nhõm, vừa lo lắng vì nếp sống, sinh hoạt gia đình sẽ thay đổi. Cán bộ y tế tỉnh, bác sĩ Bonnie Henry, đã công bố kế hoạch này trong một cuộc họp báo hôm thứ Tư, nói rằng việc học sinh có thể trở lại trường là ưu tiên kể từ khi bắt đầu đại dịch và việc đóng cửa trường học có thể ảnh hưởng suốt đời đối với một số học sinh. Các chi tiết về cách thức làm sao để bảo đảm sự an toàn cho học sinh, giáo viên và nhân viên có thể trở lại trường lớp vẫn còn đang được vạch ra và sẽ được biết rõ trong vài tuần tới. Một chi tiết quan trọng của kế hoạch tỉnh công bố hôm thứ Tư là việc phân chia học sinh thành các nhóm hoặc nhóm học tập để cho phép tương tác xã hội, đồng thời hạn chế khả năng lây truyền rộng rãi, vì sẽ rất khó để giữ khoảng cách vật lý trong nhóm học tập, cho nên chính phủ chỉ khuyến cáo nên tối đa tránh sự tiếp xúc gần. Các nhóm học tập bậc tiểu học và bậc trung học đệ nhất cấp, middle school, sẽ giới hạn tối đa là 60 học sinh, trong khi nhóm học tập bậc trung học đệ nhị cấp, secondary school, sẽ được đông tới 120 học sinh. Bác sĩ Henry giải thích vì học sinh nhỏ tuổi khó thực hành sự giữ khoảng cách vật lý an toàn và rửa tay đúng cách. Các học sinh trong cùng một nhóm học tập sẽ không nhất thiết phải ở trong cùng một lớp học, nhưng họ sẽ có cơ hội giao lưu trong các không gian chung như sân chơi, hành lang, quán ăn tự phục vụ và phòng tập thể dục. Một số biện pháp khác nhau sẽ được đưa vào để bảo đảm học sinh không tương tác với những học sinh không cùng nhóm học tập. Chẳng hạn như sẽ xen kẽ so le giờ ra chơi, giờ ăn trưa và thời gian chuyển tiếp giữa các lớp. Ví dụ, ở các trường tiểu học, ba phòng học có thể nghỉ giải lao cùng một lúc, số lượng 60 và 120 học sinh là tối đa. Các nhóm học tập ở các quận có trường nhỏ hơn sẽ có ít học sinh hơn. Nhiều học sinh trung học ở BC có tới 8 lớp trong suốt năm học, với các khóa học kéo dài từ tháng 9 đến tháng 6 và các kỳ thi cuối kỳ. Có khả năng một số trường sẽ chuyển sang các hệ thống học kỳ khác nhau. Ví dụ, học sinh chỉ học 2 khóa học chuyên sâu trong một khoảng thời gian ngắn hơn. Học sinh có thể làm như vậy miễn là khoảng cách vật lý phải được duy trì trong khóa học đó. Hiện tại không có kế hoạch giảm quy mô lớp học và các trường dự kiến sẽ có cùng số lượng học sinh. Các nhóm học tập ở hầu hết các trường sẽ được chia theo cấp lớp. Vì vậy, có khả năng anh chị em trong cùng gia đình sẽ ở trong các nhóm khác nhau. Bác sĩ Henry cho biết, nếu một học sinh được kiểm tra dương tính mầm bệnh, một đánh giá sẽ được tiến hành để xem liệu tương tác của em học sinh đó với những học sinh khác có được coi là rủi ro cao hay không. Nếu khả năng lây lan sang các học sinh khác không cao thì chỉ cô lập riêng học sinh bị dương tính đó thôi. Vấn đề học sinh đi học bằng xe buýt học đường là một trong những tình huống khó. Học sinh đi xe buýt được khuyên nên đeo khẩu trang vì việc duy trì khoảng cách vật lý trên xe hầu như không thể thực hiện được. Các biện pháp chi tiết sẽ khác nhau ở mỗi quận. Phụ huynh được khuyên nên liên lạc trực tiếp với trường của con của họ về các thỏa thuận cá nhân. Tỉnh bang cho biết tất cả các hỗ trợ cho học sinh khuyết tật và các em có nhu cầu đặc biệt đã được thực hiện. Bác sĩ Henry cho biết chính quyền tỉnh bang hiện đang nghiên cứu các kế hoạch nhằm hạn chế số lượng học sinh mà giáo viên dạy thế, substitute teacher, tương tác. Các khu học chánh trong tỉnh bang sẽ có thông báo chi tiết rõ rệt hơn vào ngày 26 tháng 8, bao gồm thông tin về đoàn hệ học tập, lịch học và nhiều hơn nữa. Các trung tâm cộng đồng Vancouver sẽ mở cửa trở lại bắt đầu từ ngày 8 tháng 9.
20 trung tâm cộng đồng trên khắp Vancouver sẽ nối lại các dịch vụ vào mùa thu này trong một khả năng hạn chế khi thành phố dần mở cửa trở lại. Trong một bản tin hôm thứ Năm, Hội đồng Công viên Vancouver thông báo tất cả 24 trung tâm cộng đồng sẽ mở cửa trở lại vào ngày 8 tháng 9, tập trung vào các chương trình và dịch vụ cho trẻ em, thanh thiếu niên, người cao niên và tiếp cận với thực phẩm. Chưa có mốc thời gian nào được xác định cho việc giới thiệu lại phòng tập thể dục, sân vợt, sân trượt, bể bơi trong nhà và xưởng gốm và đồ gỗ. Thông báo viết, Ban quản lý công viên đang thực hiện một cách tiếp cận, mở cửa và phục hồi chu đáo và theo giai đoạn phù hợp với kế hoạch khởi động lại của BC và tham khảo ý kiến với các cơ quan và đối tác khác của chính phủ và phi chính phủ. Thành phố đã đóng cửa hầu như tất cả các không gian công cộng, bao gồm các trung tâm cộng đồng, vào tháng 3 để giúp ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Công viên, bãi biển và vườn đã được phép mở cửa trở lại và hầu hết các hồ bơi ngoài trời đã mở cửa trở lại vào ngày 13 tháng 7. Bộ trưởng Giáo dục Rob Fleming đã công bố vào thứ Tư kế hoạch giới thiệu học sinh đến lớp vào mùa thu này. Và tuần trước, Hội đồng Quản trị Công viên cho biết kể từ ngày 1 tháng 9, các trung tâm cộng đồng cũng sẽ có dịch vụ giữ trẻ do các cơ sở có giấy phép phụ trách. Bản thông báo nhấn mạnh tầm quan trọng của các không gian công cộng trong việc khuyến khích kết nối cộng đồng và sức khỏe cá nhân, hoạt động thể chất, vai trò của các trung tâm cộng đồng trong việc giảm nghèo và xây dựng các khu dân cư lành mạnh, bên cạnh việc cung cấp cơ hội việc làm cho các huấn luyện viên. Sẽ có một số hạn chế trong một số chương trình vì các quy tắc và giao thức COVID-19. Người nào muốn tham gia các chương trình cần phải đăng ký trước vì số chỗ ở các trung tâm hội đồng có giới hạn và vì cần thời gian cho việc thường xuyên khử trùng cơ sở. Bản thông cáo cho biết hội đồng chịu trách nhiệm về điều hành, bảo trì và bố trí nhân viên cho các trung tâm và tất cả các chi phí. Các trung tâm cộng đồng địa phương quyết định và cung cấp chương trình. Mỗi chương trình sẽ có một kế hoạch an toàn cụ thể để phát thảo các hỗ trợ cần thiết và lưu lượng người tại mỗi địa điểm, tùy thuộc về thiết kế của mỗi cơ sở. Cảnh sát phá vỡ một lò sản xuất ma túy lậu ở chung cư Downtown Vancouver. Hôm thứ Năm 30 tháng 7, cảnh sát Vancouver công bố Cody Timothy Casey và Chanel Senhu, hai cư dân Vancouver, đã bị buộc tội sản xuất một chất cấm và 4 tội lưu trữ với mục đích buôn bán lậu. Hai người này phải đối mặt với tội buôn bán ma túy qua vụ cảnh sát phát hiện và tháo dỡ một phòng thí nghiệm chế ma túy lậu trong một khu chung cư Downtown Vancouver vào tháng 2. Các cáo buộc được đưa ra 5 tháng sau khi các nhân viên của Sở Cảnh sát Vancouver, VPD, thực hiện lệnh khám xét một căn trong tòa tháp chung cư Downtown Vancouver tại địa chỉ 1255 Seymour Street. Trong một bản tin, cảnh sát VPD cho biết họ đã phát hiện ra căn hộ chung cư rộng thuộc hạng sang này được sử dụng làm địa điểm pha chế để kết hợp fentanyl và carfentanil với các loại thuốc khác trước khi thuốc gây nghiện này được phân phối ở cấp đường phố. Các nhân viên cảnh sát đã thu giữ hơn 10 kg fentanyl, ước tính trị giá hơn 1.5 triệu đô la. Fentanyl đã được nhuộm một số màu để phân biệt các hỗn hợp khác nhau. Casey, 33 tuổi, đã bị bắt và vẫn bị giam giữ. Senhu, 30 tuổi, đã bị bắt và đã được thả ra chờ ngày ra hầu tòa.